Rồi chào cả nhà cái lễ. Rồi xin chào tất cả anh em và tất cả các bạn nha. Rồi tim gu à này à, lên với bạn lễ theo lời đã hứa với anh em ha, thì à, trải nghiệm thử à, bắt đăng các bạn này hả. Ồ lý nha, lấy cái lụm á. Cái nào rồi bơi ra thôi, giờ nhóc luôn rồi, bây giờ nhỏ nhóc ha. Cái đói nè, tôm nấu hả, cái gọng bên hông này có tôm luôn mày nè các bạn. Chưa cạn không, cứ dò cái leo lên xuồng bơi rồi đó. Mãi tôi lên nè, lên chạy ngang qua đè thấy em râu à, không không thấy à, không thấy ông vừa lại cái tôi à, chạy anh trả luôn, làm với à, ông chú cũng hết mấy ly trà. Ừ má đi thôi, bỏ nhà hay vậy, hèn chi tôi điện tẩm tẩm đâu thấy gọi, đâu thấy không trả lời. Khúc lần này nghe cái đú, ồ có cá nhảy, nghe đú ngay cái tùng lần này chưa có cạn các bạn, còn nước còn nhiều. Bữa nay là nó chơi với bắt rồi rồi chắc cũng hé hé mặt tờ lên ha. Cạn khúc nào mình làm khúc đó, có không? Có cái bự thế chạy dài hả? Cái đó này cái đó xong hả bạn, đó xong chứ phải là đó vuông, nó xong mà chạng này là cũng cũng được, cũng trọng rồi này chứ phải nhỏ đâu. Cá cỡ này mà nướng hay là kho kho lạc nó còn chua cũng ngon, mình khoái canh chua kho mặn tép bầu, tép bầu, tép bầu chứ phải tôm dăm hả lại? Tôi tưởng tôm dăm. Tôm dăm. Ừ. Tụng cái tôm nhiều. Kiếm mấy hả? Đây. Cái này à giờ gọng nó đi, chút xíu nữa à, bắt mới coi được. Bắt rồi đi lên mới quay được, giờ không có quay được mà. Sớm mình lên mà không có ghé thì bạn Lý bắt bằng kia hết khúc rồi. Mặt trời chưa mọc nữa. Hai anh em hẹn 5 giờ mà. Bữa nay nước nó cạn hơi trễ. Đó quá. Nước cạn hơi trễ chút xíu. Không tự nhiên nay hừng sáng mà gió ha. Chứ không qua đâu đâu. Lúc mắt. Ừ. Hôm qua đó giấc giờ là cạn. Cơm thì nó tẻ kìa. Cái sơn. Dến cho con cá ngát chứ con cá chẹp cành cành ná mới đã. Mình tao dến con cá ngát thì hai ký nấu lẩu rồi không thấy. Có à, bữa nay có thận là có à. Cá chạy, con nó tăng. Bữa không có đú lần kia nhiều lắm hả lấy? Động động nó chạy đẳng. Phí hồ. Ừ. Thôi rồi giờ mình ngưng máy. Khi nào bắt được thì mình quay cho anh em với bạn xem ha. Giờ tại nước còn nhiều quá mà. Nè. Trong răng nước còn nhiều quá. Ở chỗ mình kéo răng này là này thuộc về Cẩm Sơn hả lị? Cẩm Sơn. À. Mấy tên là Cẩm Sơn, mấy dưới là Hương Mỹ. À. Mấy tên này thì có Cẩm Sơn, còn mấy dưới cái cống này thì của Hương Mỹ các bạn. Ở đây thì ấp 8 Cẩm Sơn. Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Trời nó té quá tà luôn à. Bãi đăng này đăng chủ yếu là tôm càng, cá ngát với cá đối là thường. À. À, lõi nó ăn rồi đấy. Còn xanh lại ăn à. Đó, nghe đèn á. Đây nè. Nghe đú á, nghe tao nghe đú luôn á. Nó đứng được cái đú á. Làm gì nó gì thôi. Xa quá. Rồi, giờ tạm thời ngưng máy nha các bạn. Khi nào bắt được mình quay tiếp. Đây, kìa. Giờ nước cũng cạn cạn rồi các bạn ơi. Ừ. Mấy sao nó bị cụp. Nó cạn cạn, giờ hai anh em mình bơi lên đổ cái cá tôm gì nhiều không? Mốt kiếm chừng hai cái lập dây ở chơi y như tôi nói vậy á lại. Đặt đây. Mấy cái chỗ nào mà trong sâu đó. Đậu xuống. Cỏ xanh. Này cái cây cầm này là cái. Nghe không? Người ta lá còm không? Cái đường ấy. Lá còm hả? À. Thôi. Thế nào cũng có hả? Tôi không nuôi đâu. Xuống. Nghe cái sẹo nè. Ôi giời. Ôi giời tôm luôn các bạn. Nằm mà chứ kìa. Nhóm này cái này. Dựng ngay sai. Để tôi dựng ngay sai cho lần cái này. Quá tải luôn ngoài. Gỡ cái hả? Còn kéo lên đừng rách là được rồi. Quay quay không còn miếng sình luôn phải không? Lội láng hết rồi. Đỏ ở cá ngát, cá ngát. Gì? Cá ngát nha. Rồi. Cá ngát. Đẩy cái này đẩy cái nghỉ chơi luôn á. Ấy dạ. Cá ngát nha bộ. Được. Lý. Cơm gì? Này cá ít nha. Này cá ít. Nước gọi mình mới mình quýnh ra. Trời ơi cá ngát. Hả? Cá này chắc phải 8 lạng á. À. Tôm. Ghiền đú nặng thở dữ bộ. Cái này yếu tim rồi. Làm mấy cái đú vậy mình tính ra mình bắt nó khỏe, nó gom khui. Đâu rồi, ăn ngát rồi. Làm nữa, đó. Chứ tôi lên trước đi bộ. Để tôi mặn mặn, tôi bắt nó. Lấy cái này, cái này. Lấy cái gạo á, chứ tôi lên trước. Bạn đồng hành của nhà nông nè. Để tôi úp vô cái mỏ đó. Là đi chơi nghe bồ không hết Lý ơi cứng không hết Lý ơi không hết rồi thấy đất mình bắt mấy con tôm thì mình dọn á nè 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 có lấy cái gì càng đủ lại càng cay càng mò có vô luôn cá nâu này cá hường dện cá nâu bắt mấy cá nâu bỏ lên tên tước cá nâu là nhỏ bự bắt bỏ lên tên hết hả lại để công quẹt đẹp ra hết chứ thứ đó độ bà lớn chỉ bé một tốn ngon lắm á bởi vậy giờ bố biết sao mà độ nó mắc đúng rồi con nào mà nó mắc nó cũng phải có cái lý do chứ đâu phải tự nhiên nó mắc à, bộ dít nó lên đây cái bộ xuống đây đi được bộ bắt thôi bộ bỏ vô
cá ngựa gai nè, một lần mua hải mã đi vớt gần gần á. Bà bỏ cái đuôi nó nhẹ nhẹ nó im không, phụ phụ cái đuôi vậy thôi, nhẹ thôi rồi. Ok full ngon làm để được, có ba cá ngát hả? Ba cá ngát rồi, xuống đây bắt tôm bỏ vô đi. Tôm bự ha, số nhiều tôm càng đây nè, nè bắt mấy con bự đi dặm đi, lấy động tức đi á, da cắn bù để kẹp ngứa mặn nè. Ừ nè, lấy mấy con bự này bắt bỏ đi. Ủa con này nãy nó quéo phải không ta? Quéo. Ừ, con này nó quéo mình nãy á, đã rồi, quá trời tôm luôn. Mình làm cái đú vậy nè, nó khỏe, mình khỏi có mò đăng nhiều. Mấy con này nó còn sống thì cho nó còn sống đi. Bây giờ cá linh, cá linh, cá linh non này mà nấu hết lứa hết non cái đó, cái đó mà nấu nấu kinh chua bông điên điển ha, lẩu nhức gần, nghe cái nhức gần nè. Hai cái thằng dạ này bỏ vô trong đi cho nó sống đi, về mình ăn cho nó ngon. Cái thằng dạ nó ngon ngon chứ không bằng á, nó không béo. Đâu béo bằng cái nâu, nó ngọt thôi chứ nó không béo bằng cái nâu. Ừ. Cái nâu là béo, còn cá ngát ngon nữa. Con này ngát tứng nè, con này về chắc mầm mầm nó quá, mầm mầm nó chứ cái ngát tứng này cái giá nó không cao không. Được cá mà ba lớn vậy mà vô được mấy con cá đực ba lớn vậy ha, vô lộ luôn á. Đang này là tái bùi bạc thì khỏi chê. Thì nó mà làm mùa tạc thì thôi à, nó quần cái gọng lăn lứt đó mà, cái đú lăn lứt đó mà cháu. Vậy chứ nó cũng còn nằm ở ngoài chứ chưa hết rồi, chưa ta cá nó chạy trời trời đó. Ừ, nó cũng lần tới lần luôn, dữ lắm. Đã nó có ông chú cũng đi đặt lú 12 cửa ngột các bạn. Ngoài này thì cũng có mấy người bắt cá nó cạn này. Ở đây thì dễ thôi, xuống sông chút xíu là thọt hang bắt cá chút xíu thì có đồ ăn à, quê mà dễ kiếm mồi lắm. Còn muốn ngon nữa thì đầu tư cái vàng đăng như bạn Lý vậy nè. Khỏi bắt cả cái này, khỏi đi mò cả. Kéo đăng lên là lượm, cái cầm tới nước sát, cái nước lớn kéo đăng lên nước sát xuống bắt là lượm. Con này được nè, úp vô hết mẹ rộng. Chơi cho mấy bạn cứ đầu tư cái vàng đăng vậy đi, cứ con nước thì cứ kéo một bữa, con nước kéo một bữa là đủ phải không? Con nước kéo một bữa cứ chắc không bán thì cứ để là ăn tháng á, tháng không hết á. Dữ lắm vậy không kìa. Tôm mới thấy ham không? Rộng là cũng khá ha, nhiều à. Nước này chắc tôi thấy chắc cá ít. Cá ít, nước này cá ít. Ừ. Nước này nước nó chưa có rồng, nó mới ké, nó mới mái rồng lên là tôm nó mới lên. Nước này chừng vài ba bữa nó canh cầm vài bữa nó cũng quýnh cái nữa cái lụm. Mà những người đăng này với sông nước thì biết sống làm như tôm, thì tôm đi nước nào biết hết trơn. Trong nghề mà không biết nữa thì thôi à. Nước con tôm nó lọt là không bao giờ nó đi, mà nó đi là không bao giờ nó lọt. Vậy mới được. Con này phải không? Mấy con này bắt này được. Phải có vuông ta. Thả. Dưới dọn mấy cái vuông dưới, mùa tới mình thả tôm mẹ nó bộ ơi. Tôm mẹ hả? Ừ. Rồi tôm này thả tôi sợ nó không sống, nó không ra vô. Không ra vô hả? Ờ, bị ấy rồi. Báo cáo với bộ nghe. Anh sư phụ tôi cũng xuống chạy nè. Đây nè. Báo cáo với bộ nghe, cậu ông cậu tôi giờ là chết không chạy mà bây giờ đau quá chạy rồi. Giờ chuyển qua nuôi tôm rồi. Nuôi tôm hả? Nghĩ nuôi cá lóc à. Tôi nói rồi mà.
dại hết, chịu không nổi đâu. Giá nó, cá lóc nó bấp bên với mồ. Bạn nào yếu yếu tụi mình thì cái con này vô, ông uống bà khen. Ngâm ha. Ngâm. Ngâm. Ông uống bà khen à. Còn bà không khen thì mấy chị khen. Đường nào cũng có khen hết trơn á. Ngã đảo ra được con hay con cái đó vậy không ta? Ừ. Rồi con này mới ngon nè Lý, cái đó về mới ngon nè. Đó. Cá này về có mía hầm mía. Ừ. Bụng bụng bự mà đầu nhỏ ha. Mập nè. Mập tiếng cao. Có bóng cát rồi đó. Bóng thì tên này chắc cũng có gai gai chứ không nhiều. Nó cũng có mùa à. Ừ. Có gai gai chứ không không nhiều đâu. Cháu về cỡ tầm tầm mốt dùng liền. Bán xô hết tầm. Tầm à. Thì cũng được. Lộn xộn mấy con xô vô vong luôn hay gì? Không, xô rồi riêng á. Ừ. Mới lớn rồi nè. Ừ. Tầm nè. Thì cũng được. Kéo chiều đăng mà mấy bữa trúng trúng cũng cả chục ký tôm, mười mấy ký tôm luôn. Tới mấy mùa tầm dội á. Cá phi tất cả. Ôi. Cá phi con. Đem về thả xuống cái hồ cho nó đẻ sanh sản. Còn giờ anh nhóc cái mương trước mình tại nó nuôi không được chứ mương nó nuôi được thả ngon lắm. Rồi giờ ngồi đợi chút xíu nữa cái mình lựa nữa, đổi lên lần hai lựa nữa. Tôi đây không biết mấy giờ bộ te tôi điện đi giao ốc đây không biết. Cũng không gành đấy. Mớ nhỏ này cái mớ bự mình lựa qua, tôm này mình lựa qua mình để đó bán. Còn tôm nhỏ này mấy con cá nhỏ này nè khô quá. Nói chung là rộng hết nhưng mà rộng cho nó sống mới ngon. Ừ. Khô cái bắt đầu kiếm mớ đầu rừng nữa làm tô canh ngọt ha. Đâm mấy con tôm này thả vô hết ngon rồi. Ăn xong lấy hai tay lần dắt thôi đi. Lần dắt. Ăn đi không nổi. Ăn xong lấy hai tay lần dắt đi. Khá à ha. Nhóm nhóm. Nhiều à. Nhóm lên cà bò. Cái lồng này lớn lắm nha. Phải vậy chứ nhiều lắm á. Đó. Ngon lành. Dạ. Ôi ôi. Nhá hàng thôi. Im. Để bắt con tới bầu với con tôm cho mấy bạn mà chưa biết phân biệt nè. Nè. Đây nè, con này là con này là tôm con nè. Tôm con. À, đến đó, mấy bạn ăn tôm càng xanh á là nó lớn từ con tôm này lớn nè. Còn con này là nó ba lớn vậy là nó rồi vậy nè. Thấy chưa? Này là tép bầu. Nè. Đó. Cái bầu mình này bầu thường, còn bầu càng nó khác nữa. Đây sao nãy giờ không thấy bầu càng nữa đâu ta? À, không, khu mình đây chắc bầu càng ít. Có này, nhưng mà con này không phải. Nè, bầu càng nè. Ừ, bầu càng nè. Bầu càng nó khác nữa nè. Thấy không? Bầu càng nằm đây. À, còn đây. Con này là phân biệt nha, con này là con cá hường nè, cá hường dện nè. Còn cá nâu là nó đây nè. Đây, đó. Cá nâu là nó nè. Con này thì đẩy cái tê tái cuộc đời nè. Hết tê rồi, con này mà lụm mình cái là không có tê đâu. Khóc con hú hú với tê gì. Vậy đập rên con. Ta thương bạn, tán thần. Nhảy xuống rồi, ngồi canh cho đã đời nhảy xuống cái. Đập cái sực hả? Đập cái sực cái, tại tao đập gai rồi mày ơi. Thò tay xuống hốt lên cái nào. Đâm chỗ tay cái nữa. Không bị đưa tao vô bờ, đưa tao về. Tao về với vợ con. Quýnh cái chạy vô vậy, vợ chạy con về luôn chứ bắt dàn đăng xong chạy vô thăm nó thì sao nằm nó trùm mền mà nó rên không khóc luôn á dữ lắm. Giờ mặt trời cũng lên cao ha, lên nó không cạn hỏi cái này quá. Ừ, mình lên tôi mơ hồi. Thôi rồi tạm thời mình ốp máy nha các bạn, thì chút xíu nữa coi tình hình có chuyển biến gì rồi mình quay tiếp ha.
Rồi, ok, mấy anh em mình vừa bắt xong cái dàn đăng luôn. Thì bạn Lý cũng mới nhận đăng lại rồi luôn nè các bạn. Giờ mình lên, về. Có con đệ nó mò, nó bắt cũng sao, cũng khá. Nãy khúc sau bắt được mấy con cá hường dện này cũng tổng tổng mà các bạn. Tinh hồ với lóc. Tùy mới cá đói, tôm thì nó nằm tổng sách cái mớ tôm của mình thì nó nằm dưới này nha. Đó. Khá bạn. Rồi, giờ di chuyển về lên. Xe thì bỏ tên này. Vô bến luôn. Nghe nè. Túm cái bọc này lại đi, hồi nó búng rồi mấy con tôm bự bự cái chết chắc. Gia tài có mấy con tôm bự cái đi. Rồi, xé vô đi. Nước này bắt hơi yếu, cá không có nhiều. Bỏ cái đuôi đó trước. Đừng còn ăn ngát với... ba cá ngát với con cá hường dện cũng tổng tổng, còn mấy cá kia nhỏ nhỏ mới có đói thiệt ngon. Ưu tiên nữa nè. Đó, vô tước. Bóc cái gì? Cá hường dện bóc mấy cái gì? Nó nhắm xào à? Ờ, cá ngát hả? Còn. Còn hả? Rồi, lụm mấy em này vô. Quá trời vậy, để tung trời có trứng. Cá này vậy là ngon rồi đó, tổng rồi đó. Nó vậy là cũng bự rồi đó. Mỗi lần đi cào vô ba lớp lỡ vậy là bự rồi nè, chứ không thấy bự nữa. Không biết nó còn bự nữa không chứ chưa thấy con nào bự hơn con này. Cào đó là nhiều. Đa số canh nâu. Rồi, xúc cái này vô đây luôn đấy, xúc luôn không? À, đưa xúc đi. Vô luôn. Tổng sách thành quả này còn ở đây cũng im à. Vô. Lên bờ cái cho bằng lý về. Còn mình thì tẻ về dưới, mình còn đi công chuyện nữa các bạn. Tính theo bằng lý về nhà quay tổng kết cho anh em xem, mà chút xíu nữa lên để mình nhóm bằng lý nhóm một tôm thôi, cái mình quay một tôm xong cái mình về. Cái này giống con cá kến ha, giống cái đầu vuông với mẹ. Giống nó giống cá kến. Lòng tông cái gì? Lòng tông tép gông hả? Tông tép gông thế vậy với tôm với tép bầu không đó, tép gông đâu. Nhiều ạ. Cái vỏ này cũng cá ngát, cái này cái kia hết luôn, cũng 4 kg hả Lý? 4 kg ạ. Đây, thành quả bây giờ mở chuẩn bị nha các bạn. Ghim lên cái cho anh em hết hồn coi. Căng ra nha. Đấy, các bạn. Ngon lắm. Nói chung bọc này chắc khoảng 3kg, 4kg các bạn ơi. 4kg à. Rồi vô vỏ đi lên đi ơi, để mấy con tôm nó quéo queo ạ. Bỏ luôn. Thấy đi bộ sắp lên, tôi cầm cái đèn với gói thuốc với tôi dép cho. Còn gì nữa không? Rồi, lên các bạn ơi. Thì cái video của Thuận tới đây nó cũng dài nha các bạn. Giác luôn. Nói là giác gì bé cầu đó. Video của Thuận tới đây nó cũng dài rồi. Thì mình cũng... xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại tất cả anh em và các bạn ở những video tiếp theo nha. Thấy hay thì cho anh em mình một like, một cái đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.
Bye bye cả nhà. Cho bồ lĩ leo lên đi. Rồi, bye cả nhà, cái đi về nè. Rồi, chào các bạn nha. Rồi.